Rất vui mừng được chào đón quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể tất cả các anh chị và các bạn sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào buổi thi tốt nghiệp của lớp cao đẳng diễn viên kịch điện ảnh K16A với kịch bản Ai là cô dâu, tác giả Dương Quyền Cơ, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của về phía nhà trường của các thầy cô. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú cô Phan Thị Bích Hà, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đạo diễn thầy Phạm Huy Thục, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn thầy Trần Minh Ngọc, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của tiến sĩ nghệ thuật cô Trần Yến Chi, trưởng phòng đào tạo. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thạc sĩ nghệ thuật cô Trần Thị Lan Hương, phó trưởng khoa diễn viên kịch điện ảnh nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thạc sĩ thầy Nguyễn Thanh Đạt, giảng viên nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô Nguyễn Võ Ngọc Diễm, giảng viên khoa đạo diễn. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy Nguyễn Đức Thành, giảng viên khoa diễn viên, nguyên bí thư đoàn trường. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Phan Hoàng Thành, cán bộ phòng đào tạo, lên đọc quyết định thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp tối đêm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn, sau đây tôi xin đại diện cho phòng đào tạo được đọc quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, số 139 QĐ-SKDA, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014. Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2014, hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quyết định số 1597 ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Căn cứ quyết định số 1456 ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quyết định số 25 ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng chính quy. Xét đề nghị của trưởng phòng đào tạo, điều 1, thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2014 cho hai sinh viên lớp cao đẳng diễn viên kịch điện ảnh K16A, giảng viên chủ nhiệm thạc sĩ Trần Thị Lan Hương, giảng viên hướng dẫn cô Lê Thanh. Thành phần gồm các ông bà có tên sau: một, bà Phan Thị Bích Hà, phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng; hai, ông Trần Minh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn, trưởng ban chấm thi; ba, bà Trần Yến Chi, tiến sĩ nghệ thuật, trưởng phòng đào tạo, ủy viên; bốn, bà Trần Thị Lan Hương, thạc sĩ, phó trưởng khoa diễn viên kịch điện ảnh, ủy viên; năm, bà Lê Thanh, giảng viên hướng dẫn, ủy viên. Điều 2, nhiệm vụ và cách thức làm việc của hội đồng chấm thi tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Điều 3, các ông bà trưởng phòng khoa ban liên quan của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, hiệu trưởng Phan Thị Bích Hà đã ký. Xin cảm ơn ông Phan Hoàng Thành. Và giờ đây chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đến với giáo viên phụ trách bộ môn cô Lê Thanh. Và xin trân trọng kính mời cô bước lên sân khấu. Giáo viên phụ trách bộ môn kỹ thuật biểu diễn, và xin trân trọng kính mời cô Lan Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp, và xin trân trọng kính mời cô Phan Thị Bích Hà, hiệu trưởng nhà trường, lên tặng hoa hai lời chúc mừng. Xin mời các thầy cô. Thank you.
xin mời cô Lê Thanh Nán lên sân khấu ạ. Và sau đây, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay đến với tất cả các bạn sinh viên tập thể lớp Cao đẳng diễn viên kịch điện ảnh K16A do cô Lê Thanh là giảng viên phụ trách bộ môn kỹ thuật biểu diễn đã dìu dắt các em trong suốt 3 năm qua. Và đây cũng là một chuyến đò thứ hai mà cô Lê Thanh đã đưa các em đến với bến bờ nghệ thuật chuyên nghiệp. Xin mời tất cả các em. Và hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp lần cuối, lần thứ hai của tập thể lớp. Cô Lê Thanh cũng có đôi lời phát biểu, là một người đưa đò hai chuyến đò, và hôm nay là một chuyến đò cuối cùng để số lượng những vị khách là những người học trò của cô đến với bên bờ. Xin cô có đôi lời phát biểu trong buổi tốt nghiệp của các em. Kính thưa hội đồng chấm thi, kính thưa quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh và các em sinh viên thân mến. Đêm nay là cái đêm mà thật sự là tất cả các em sẽ trong lớp K16A thì rất là sung sướng, bởi vì đò đã được cập bến hoàn toàn. Bất kể một cái chuyến đò nào thì các thầy cũng muốn là các em phải lên bờ và tiếp tục cái cuộc hành trình làm nghệ thuật. Thì trước khi tôi phát biểu, tôi muốn xin rất là, đây là tấm lòng, bởi vì có người thầy của tôi là thầy Trần Minh Ngọc, người đã hướng dẫn tôi còn rất trẻ và được trưởng thành từ cái ngôi trường này trong 11 năm. Và 10 năm tôi giảng dạy ở đây, thì hôm nay có mặt thầy, con xin cảm ơn thầy. Để thầy thấy rằng là tụi con cũng rất là cố gắng. Những gì thầy giảng dạy trong suốt quá trình học, tụi con đã phải phấn đấu và để có thể tiếp nối con đường mà thầy đã hướng dẫn và tiếp tục để truyền đạt cho các em. Thì hôm nay là do là chuyến đò cuối cho nên là rất là nhiều xúc động. Tôi phải nói rằng do rằng chuyến đò này chỉ còn có hai em cho nên rất là khó khăn. Mà muốn đạt được một cái đêm hôm nay thì phải nói rằng là cảm ơn ban giám hiệu, trong đó là thầy Huy Thục, cảm ơn khoa diễn viên là cô Lan Hương và phòng đào tạo, trong đó là cô Yến Chi, đã phải tranh thủ rất nhiều thì mới có được một cái đêm biểu diễn như thế này. Cũng xin tôi và xin thay mặt các em xin cảm ơn ban giám đốc cũng như anh chị em nghệ sĩ của sân khấu Thế Giới Trẻ đã nhường cho chúng tôi 3 đêm vừa trải sân khấu và vừa có thể có một cái buổi tốt nghiệp hôm nay để hoàn thành nhiệm vụ. Thì xin chân trọng rất là cảm ơn thầy Thục, cảm ơn cô Lan Hương, cảm ơn cô Yến Chi. Người phải nói về cô Yến Chi thì tôi cảm ơn rất nhiều, bởi vì 10 năm tôi về đây dạy, cô đã hướng dẫn, động viên, chia sẻ những lúc tôi khó khăn nhất. Xin cảm ơn cô là trong mấy đêm vừa rồi, cô đã đến động viên hai em cũng như động viên tôi để có thể thức với chúng tôi tới 2-3 giờ sáng. Điều này tôi thay mặt các em luôn xin rất là trân trọng, cảm ơn cô. Trong cái chuyến đò này á, thì phải nói rằng nếu như không nhắc tất cả các bạn, các sinh viên đã tốt nghiệp về đây hỗ trợ cho các em, như các em K13, K17, K18 đã đồng hành với các em cùng hai vở diễn tốt nghiệp. Cho nên rằng là cho tôi, vì là chuyến đò cuối cho nên tôi xin cảm ơn. Cảm ơn bạn Anh Bằng, cảm ơn bạn Bảo Tâm, cảm ơn bạn Thanh Trúc, cảm ơn Đức Tiến, cảm ơn Kim Phụng. Riêng hai em, tôi dạy trường này và nếu có bước ra khỏi trường này, tôi được lời. Bởi vì tôi có hai đứa con trai, mẹ xin cảm ơn Ngọc Hậu
người đã đồng hành với chúng tôi hai vở diễn tốt nghiệp của K16. Mẹ cảm ơn Thuận Nguyễn. Con vừa là một cái vai trò là sinh viên thôi, nhưng mà con là lớp trưởng. Và trong suốt 3 năm con đã hỗ trợ rất nhiều cho lớp, cho mẹ. Phải nói rằng trong một tuần cuối cùng con bị bệnh rất nặng. Và đây là một cái điều mà chúng tôi rất băn khoăn, và hai em thi rất là lo sợ. Nhưng tới hôm nay khi mà Thuận Nguyễn có mặt ở đây và cố gắng để hoàn thành cái chuyến đò cuối này, cho nên đây là một cái điều là cảm kích. Và phải nói rằng con đã hoàn thành cái vai trò lớp trưởng, đã tốt nghiệp. Mong rằng cái đạo đức và cái nhân cách của con cố gắng giữ khi bước chân ra trường, và sẽ thành công với cái đạo đức mà con đang có, đã hỗ trợ cho các bạn của mình. Xin cảm ơn anh thiết kế Lê Hồng Phong, cũng hai vở diễn, anh hỏi liên tục và giúp chúng tôi, hôm nay anh không có mặt. Cho tôi gửi lời cảm ơn. Cảm ơn các ekip là anh Hiếu đã thực hiện, và ekip mà các anh phụ đài cho cái vở. Xin cảm ơn âm thanh ánh sáng, anh Quy Bình, Cảnh Bình. Xin cảm ơn Trần Giang làm nhạc cho vở diễn. Trước khi tôi muốn dứt lời, thì chắc có lẽ là trên sàn diễn này chỉ còn vài phút thì các em sẽ thi. Cho phép tôi được nói với hai sinh viên mà phải nói rằng là chịu quá nhiều thiệt thòi khi phải làm vở thứ hai. Thì 3 năm cô dạy con Huyền Trang và Mỹ Trang, tất cả những kiến thức đó chắc có lẽ chưa đủ để cho con phải, các con lên bờ ngày mai phải tiếp cận với nghề. Phía trước còn các cô chú, các anh chị nghệ sĩ, các anh em sẽ giúp đỡ các con có vốn sống và kinh nghiệm. Nhưng cô chỉ hy vọng rằng suốt mấy tuần lễ này, mồ hôi và nước mắt, nỗi buồn, sự thất vọng, thầy trò chúng ta đó phải cố gắng rất nhiều, đúng không? Và cô đã giữ uy tín của một người thầy, là hứa với con đò cập bến, dù cho rằng là chỉ còn có hai đứa thôi. Và hôm nay rõ ràng lời hứa của người thầy cô làm được. Hy vọng các con chỉ học ở cô một điều: ra đời, ra nghề, giữ tâm đức làm nghề, phải biết giữ uy tín để được làm nghề. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các phụ huynh, các em sinh viên và các bạn bè của các em diễn viên đã đến dự cái buổi tốt nghiệp cho các em ra trường. Xin cảm ơn. Và đến với lời cảm ơn của các bạn sinh viên, thì đại diện lớp là sinh viên Nguyễn Thuận cũng có đôi lời phát biểu trong buổi tốt nghiệp tối đêm nay. Xin mời. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể bậc phụ huynh, cùng các cô chú anh chị đang có mặt ngày hôm nay. Hôm nay đứng trên sân khấu này là lần thứ hai mà cảm nhận được cái cảm giác tốt nghiệp. Thì đây có lẽ là lần cuối cùng, hôm nay sẽ là ngày trả bài cuối cùng của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà nếu có dở thì quý thầy cô hay là cô chú anh chị thì cũng đừng có bỏ về, vì đây là tất cả những tâm huyết mà chúng em muốn gửi đến quý thầy cô. Hết hôm nay là tụi mình cũng đã xa nhau rồi, thì một lần nữa xin chúc mấy bạn sẽ vững bước trên con đường nghệ thuật của mình. Chúc các bạn sẽ thành công và hãy luôn cố gắng vì mục đích, vì ước mơ của mình. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Và giờ đây xin mời tất cả các em hãy trao những bó hoa tươi thắm đến tất cả các thầy cô về phía nhà trường đã giảng dạy cũng như gián tiếp và trực tiếp hỗ trợ tất cả các bạn trong buổi thi tốt nghiệp tối đêm nay. Xin mời tất cả các em.
giờ đây, xin mời quý vị bước về sân khấu đón xem kịch bản Ai Là Cô Dâu, tác giả Dương Quyền Cơ, giáo viên đạo diễn cô Lê Thanh xin được phép bắt đầu. Kịch bản Ai Là Cô Dâu, tác giả Dương Quyền Cơ, vở báo cáo tốt nghiệp của lớp cao đẳng diễn viên cao 16A, giảng viên chủ nhiệm cô Lan Hương, giảng viên bộ môn cô Lê Thanh, âm thanh Cảnh Bình, ánh sáng Huy Bình, chọn nhạc Trần Giang, thiết kế sân khấu Lê Hồng Phong, chỉ huy đêm diễn Cao Bằng, hóa trang Trí Trần, với sự tham gia của các sinh viên Quyền Trang trong vai Thảo, Mỹ Trang trong vai Hương, Thanh Trúc trong vai Bà Năm, Bảo Tâm trong vai Bà Hai, Ngọc Hậu trong vai Bình, Hồng Nguyễn trong vai Nghĩa, Đức Tiến trong vai Lâm, Kim Phụng trong vai Hoa. Và sau đây, vở báo cáo tốt nghiệp xin được phép bắt đầu. Con. Má. Lần đầu tiên con làm á, dạ. Má coi được không? Đẹp dữ à. Thơm quá con. Vậy hả má? Vậy con vô con lấy cho má một cái thôi, má thôi, thử. Thôi. Một dạ. Lát má thử sao? Bây giờ á kêu chị Thảo con ra đây cho má. Lẹ đi. Ủa? Chị Thảo chưa về hả má? Nó đi đâu mà chưa về? Chị nói với con là hồi sáng chị đi làm tóc á. Trời đất ơi, làm tóc gì mà từ sáng giờ chưa về nữa. Không có được đâu. Con có chạy u ra tiệm tóc, con kêu chị Thảo về đây liền cho má. Nhà trai người ta sắp qua rồi. Dạ. Nhanh đi con. Má. Má vô thay đồ đi. Hả? Dạ. Nhắc con mới nhớ, sáng giờ lu bu quá rồi cái má quên. Thôi thôi, đi kêu chị Thảo về liền cho má. Nhanh dạ, nghe dạ. Con. Con biết rồi. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ trường ơ. Bông lê cho bằng bông lơ ơ trường ơ. Là đồ ý à đồ rằng bông rồi lại mây bông. Hương, mày thấy tao đẹp không? Trời đất ơi chị Thảo. Chị bận có bộ đồ này nè. Đẹp quá chừng luôn. Trời ơi, có vỏ sách. Nó hợp với bộ đồ ghê luôn vậy đó. Nè, một hồi nữa nghe. Mà đàn trai họ qua đây hả? Họ thấy chị hả? Trời ơi, họ lé mắt luôn hà. Ai nói với mày là tao mặc đồ này cho người ta coi mắt? Tao sửa soạn lên trên Sài Gòn chứ bộ. Nè, chị nói giỡn đúng không? Chị nói vậy á làm em hết hồn á nghe. Gì mà hết hồn? Ủa, chứ không đúng hả? Một hồi nữa đây á là đàn trai qua đây người ta coi mắt chị rồi. Mà bây giờ chị nói với em á, chị lên Sài Gòn. Nè, nói với em thôi nha. Nói với má Nằm à, má Nằm xỉu á. Xỉu gì mà xỉu, tao nói rồi tao muốn lấy chồng. Ủa, gì kỳ vậy? Em nhớ là hồi Tết á, chị lên chùa chị khấn là cho chị sớm gặp duyên lành mà. Trời ơi, nhưng mà cái duyên này nè nó có lành chút nào hết á. Là sao? Tưởng ai, thằng cha Bình, tao còn lạ gì nữa. Ê, ê, chị Thảo, đừng. Trời đất ơi, chị ăn cái bánh này. Một hồi nữa đàn trai qua là mình mời người ta đó. Ăn con cá có chết ai không? Mày làm dữ vậy? Mà, tao nói thiệt cho mày nghe. Thằng cha Bình á, học chung với tao hồi cấp 2 nè. Người á thì cao nhồng, mã xấu ình nè. Đã vậy đầu còn ghẻ nữa chứ. Lấy cha đó tao chết còn sướng hơn á. Chị nói cái gì vậy? Trời đất ơi, nói vậy tội nghiệp người ta hả? Nè, chị không biết á, hồi nhỏ người ta khác. Bây giờ người ta lớn rồi, người ta thay đổi sao? Nè chị không nhớ hả? Em với chị hồi nhỏ hả? Trời ơi, đậu toàn là ghẻ không? Ê! Cục vậy nè. Mày đừng có nhắc lại chuyện cũ nha. Nói gì thì nói, tao cũng không lấy thằng trả đâu. Nói gì vậy? Rồi má Năm biết ăn nói thì sao với người ta? Thảo, mà chị không lấy ảnh, chị lấy ai? Lấy ai kệ tao? Bộ, chị có người yêu rồi hả? Ê, tao nói nhỏ cho mày nghe nha. Người yêu của tao đẹp trai phong độ y chang diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Anh Jan Dong-gun đó. Hả? Jan gì? Khoan. Jan Dong-gun. Gun là ai? Mày quê quá à? Diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng như vậy mà cũng không biết nữa.
thiệt mà. Mà anh đó là ai vậy? Là anh Lâm đó. Anh Lâm? Ừ. Anh Lâm con bác số bảnh đó hả? Ừ, đúng rồi đó. Không được nha. Thôi tao mệt mày quá, tao không nói chuyện với mày nữa đâu, tao đi à. Chị Thảo, đi đâu vậy? Đi đâu kệ tao. Rồi mấy năm anh nói sao với người ta? Mày lựa lời nói với má đi, vậy nha. Ê, không được, ra đây. Thật mệt quá. Rồi người ta qua coi mắt, rồi coi mắt ai? Không có tao mày thế luôn đi. Trời đất ơi, chị nói gì vậy? Không được nha. Ê, Hương, được á, lấy chồng thôi. Không, người ta qua coi mắt chị chứ coi mắt em đâu. Tao với mày như nhau, lấy ai chả được, miễn sao má có để là được rồi. Không, không, không được. Ê, vậy nha. Em nói không được rồi mà. Tao nói được mà. Em nói không được. Ê Hương, mày có thương má không? Chị hỏi kỳ. Thương chứ tao không thương. Má nuôi em từ nhỏ đến lớn giờ, cực khổ biết bao nhiêu. Đó, đúng rồi. Má nuôi có mình tao đã khổ rồi, giờ má nuôi thêm mày á, má còn khổ hơn. Bởi vậy, mày lấy ông Bình đi, coi như là trả ơn cho má. Chị Thảo, chị nói gì vậy? Em nói không được rồi mà. Tao nói được. Em nói không được. Được. Em nói không được mà. Cái gì mà không được? Chịu về rồi đó hả? Má, làm cái gì mà hai chị em ôm sùm ngoài này vậy? Má ơi, con kêu nó ra coi đàn trai tới chưa mà nó không chịu đi không má. Trời đất ơi, con gái con đứa không có ý tứ gì hết. Nhà trai người ta qua là có vợ có giấc. Cái gì vậy? Ăn mặc cái gì kỳ cục vậy? Má, mặc vậy đẹp mà. Đẹp cái gì mà đẹp? Ôi kìa, lòi tay lòi chân vậy mà đẹp. Đi vô trong thay bộ áo dài cho má, má để sẵn rồi đó. Má ơi, Hương vô phụ chị thay đồ đi con. Rồi sẵn hả, chăm cho má ấm trà. Nhanh đi, nhà trai nhà má sắp ơi, qua chị rồi. Thảo chị. Im đi. Má ơi, chị Thảo đi. Nè nè má nè, hai đứa lẹ lên thay đồ kìa. Nhà trai đi vô. Má ơi, ơi vô. Nhanh nhanh nhanh. Ông ơi, ông hiển lên ông phù hộ cho con Thảo, cho hôn sự này thành, cho con nhỏ được nhờ tấm thân nghe không? Dạ, mời chị vào. Dạ, chào chị. Dạ, mời chị ngồi. Dạ. Hương à, Hương, em cho má bình trà đi con. Nhanh lên. Ôi trời 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 trời. Cái gì mà bự như cái cục đình vậy nè? Thằng quỷ, đi chi cho lố vậy, lùi lại. À, dạ chị, đây là... Dạ, đây là... Dạ, con là Nghĩa. Dạ, cháu... Cháu của M2. Dạ, do thằng Bình nó đi... Dạ, đi công tác. Dạ, mà... Chưa có về kịp. Dạ, tôi thì tôi cứ sợ... Sợ trễ giờ. Dạ. Ôi, chị ơi, vậy cậu Bình đi công tác rồi có về kịp để lo đám cưới không chị? Dạ. Dạ kịp, mà đang yên tâm. Đúng rồi đó mợ, ở nhà mợ dặn con sao, con nói y chang vậy luôn á. Bây giờ Nghĩa ngoan nha, Nghĩa đứng trật tự ở đây cho mợ nói chuyện ha. Dạ. Rồi. À, dạ, dạ chị. Dạ, mời chị ngồi. Dạ, à, chị cho em được trình bày là hôm nay em mang, đây, em trình với chị. Dạ, khay lễ vật. Dạ, dạ đây là khay lễ vật. Đây, dạ đây là... Dạ, chậu cao. Dạ, dạ còn đây dạ, là... Dạ, tiền học 20 triệu, còn chiếc nhẫn hồng xoàn trong túi nè, có con dâu đem ra, không có con dâu, không đem. Mày hay quá, mày nói hết không đi. Dạ, dạ, dạ thôi, chị bớt chậu uống miếng nước đi chị. Mợ. Gì? Coi chừng nóng. Dạ, chị uống thêm rồi. Dạ. Trà hơi đậm cái gì Năm? Con uống nước mà, con đâu nói gì đâu. À, chị à, chắc tại đi đường xa rồi 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 nắng nôi nữa nên cháu nó mệt á. À, không có sao đâu chị. Dạ. Dạ, chị uống nước đi. Dạ, con uống nước đi con. Dạ. Hết khác rồi. À, chị ơi, dạ. Vậy giờ ai nói trước vậy chị? À, dạ, dạ tôi. Dạ, tôi xin được trình bày lại là hôm nay tôi mang sính lễ qua, mong được hỏi cưới con gái chị cho thằng con trai nhà tôi. Dạ, dạ. À, do tôi đi buôn bán suốt vậy đó, rồi không có qua lại thăm hỏi chị nhiều, chị đừng có buồn tôi nha chị Năm. Dạ, dạ, không có gì đâu chị. Dạ, ông nhà tôi mất sớm á, dạ. Mà chị còn nhớ cái lời hứa hôn ngày xưa. Dạ. Vậy là tôi vui lắm, tôi không có dám trách. Cái gì vậy? Trời. Dạ. Sao đâu có. Dạ, mà tôi nghe nói đâu là cháu Thảo nhà mình nó ngoan ngoãn và xinh đẹp lắm hả chị? Dạ, chị Năm, con còn nghe nói cô không biết làm gì ngoài làm biếng á. Ủa dạ, sao mà làm chân con? Chừng nào cho nói mới nói.
mình à. Mở, có điện thoại. Dạ, dạ, tôi xin phép chị. Dạ. Tôi nghe. Ê Hương, mày thấy con cha Bình không? Ngố ngố mà khùng khùng sao á. Vậy mà đòi làm chồng của tao. Lấy con cha đó tao chết còn sướng hơn á. Trời ơi chị Thắng, mày nói vậy. Mẹ chị nhìn đi. Thấy người ta không? Hiền lành dễ mà chị nói khùng là sao? Thôi, mày ở đây tự giải quyết nhà tao đi à. Chị đi đâu? Đi đâu kệ tao. Trời đất ơi, rồi má đâm sao? Lát má kêu tao mà tao còn ở trong này là chết tao luôn, tao đi à. Nghĩa. Mà bánh không ngọt lắm. Giờ này mà còn ăn bánh được nữa hả? Thôi đi mở. Đi ra đây. Bây giờ đứng im ngay chỗ này, biết chưa? Dạ. Để mở vô nói chuyện, nói xong rồi về. Dạ. Nè. Nhớ. Chừng nào cho nói mới nói. Dạ. Chào chị. Dạ. Dạ. À, chị. Đợi tôi kêu con Thảo ra đó chào chị. À, dạ, đúng dạ, rồi. Đợi tôi. Thảo à. Thảo ơi. Ra má biểu nè. À, chị đợi tí nha. Dạ. Thảo ơi. Má. Kêu Thảo ra đây cho má. Nhà trai người ta qua. Dạ. Dạ. Dạ chị ơi. Đây là Thảo hả? À, sao nhìn dạ. Khác trong hình quá vậy? Dạ. Đây là Hương. Cháu tôi. Tại nó ở chung nhà từ nhỏ tới giờ. Rồi kêu bằng má. Dạ chị Thảo chứ. Thảo đâu? Kêu chị Thảo ra nhà trai người ta qua nãy giờ rồi. Ờ, dạ chị Thảo chứ. Con Thảo làm sao? Dạ chị Thảo chứ. Chị bị đau bụng á má. Đau bụng? Hồi nãy mới đứng đây có gì đâu tự nhiên giờ đau bụng. Làm sao mà đau bụng? Dạ chị. Dạ chị ăn bánh đó má. Con cũng đau bụng nữa. Trời ơi, sao mà lẹ dữ vậy? Gì vậy chị? Dạ. Chị. Để tôi kêu Thảo ra gặp mặt chị cái với phải lẽ. Má ơi, chị Thảo bị đau bụng. Đi cho bà nói chuyện nha. Chị ơi, hôm ấy Thảo nó đang bị vậy đó thì chị lo cho nó nha. Con cũng đang có chuyện riêng ở nhà nữa. Dạ. Chị ơi, nhưng mà xin lễ. Dạ, coi như chị đã đồng ý thôi nha chị. Từ từ mình bàn kỹ hơn nha chị. Rồi, cho tôi gửi lời thăm Thảo nha chị. Nghĩa, mọi chuyện đã hết mà. Chị hai. Gì mà kỳ cục gì nè. Rồi còn con Thảo nữa. Nó làm sao vậy con? Ê, má. Má đừng có vô. Má vô má coi nó đau làm sao. Không có được. Sao mà không được? Má đừng có vô mà. Ra má biểu. Đi ra đây. Con làm sao vậy? Có cái gì giấu má phải không? Dạ. Chị Thảo bị đau bụng thiệt mà má. Đau bụng? Thiệt đau bụng không? Nói cho má biết con Thảo nó làm sao. Nói. Dạ chị bỏ đi rồi má. Bỏ đi? Nó đi đâu? Dạ đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn? Trời đất ơi, giờ này mà tự nhiên bỏ đi Sài Gòn rồi sao con không cản nó lại cho má? Con cản chứ rồi á, mà chị không có nghe con. Trời đất ơi, nhà trai người ta quá, người ta đem xin lễ qua tới đây mà bây giờ nó bỏ đi Sài Gòn rồi. Rồi có biết anh nói với người ta làm sao đây? Trời ơi! Con với cái! Thảo ơi là Thảo! Nhưng mà em thương anh mà bây giờ tới nước có cùng muốn làm là sao? Nhưng mà em sợ lắm.